Cha bé Vân An thừa nhận cùng người tình đánh đập con. Từ 6 giờ sáng ngày 25 tháng 11, rất đông người dân tụ tập trước cổng tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ 6 giờ sáng ngày 25 tháng 11, rất đông người dân tụ tập trước cổng tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nơi tòa gia đình và người chưa thành niên xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, sau gần một năm hành hạ bé Vân An, 8 tuổi, con của Thái đến tử vong. Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 dẫn vào tòa án bị chặn. Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 dẫn vào tòa án bị chặn. Hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự, dân quân tự vệ được huy động, chia thành nhiều lớp để giữ trật tự. Những người tham gia phiên xử phải trình giấy tờ hoặc thẻ được cấp trước đó. Trang bị xét xử về tội giết người và hành hạ người khác, tổng hợp khung hình phạt là tử hình. Còn Thái bị cáo buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Tham gia tố tụng có 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Tòa cũng triệu tập các giám định viên và 5 người làm chứng. Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xử lý Thái về tội giết người, cho rằng kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện Vinmec mà không sử dụng hồ sơ khám bệnh thương tích trước đó của bé Vân An tại bệnh viện ITO. Một luật sư khác đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng mặt một số người liên quan. Về việc này, đại diện viện kiểm sát cho rằng đã căn cứ vào kết quả giám định pháp y, xem xét vết thương cũ và kết luận đây không phải nguyên nhân dẫn đến việc bé Vân An tử vong. Do vậy, viện kiểm sát cho rằng đề nghị của luật sư bị hại là không có căn cứ. Phiên tòa vắng mặt một số người liên quan cũng không bị ảnh hưởng. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đồng quan điểm với viện kiểm sát, tiếp tục phiên tòa. Là người đầu tiên bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc xác nhận cáo trạng truy tố đúng. Tuy nhiên, khi tòa yêu cầu thuật lại hành vi, bị cáo nói không nhớ. Do Trang không thể tự khai, hội đồng xét xử nhắc lại nội dung vụ án, giọng chậm, nghẹn, bị cáo liên tục xác nhận. Bị xét hỏi sau Trang, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng xóa dữ liệu camera an ninh vì lúc đó bé An bị ói và phun rất nhiều vào toilet, còn bản thân Thái thì tinh thần bấn loạn. Về việc này, cơ quan điều tra xác định Thái là cha ruột bé An, phải có nghĩa vụ chăm sóc cho con. Tuy nhiên, khi con rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, Thái đã không những chưa tìm cách giáo giết để có thể cứu sống con, mà lại có tâm tư để xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ, gây cản trở quá trình điều tra. Trả lời đại diện viện kiểm sát về hành vi của mình, Thái ngập ngừng nói, rất hối lỗi nhưng đã quá muộn. Nếu như bị cáo ngăn chặn Trang từ sớm thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Điều này thể hiện tính nhu nhược của bị cáo. Giải thích cho việc ngăn cấm vợ cũ gặp con gái, Thái cho rằng do bị gia đình vợ lập tài khoản Facebook giả nói xấu gia đình mình và Trang giật chồng. Tuy nhiên, lời khai này không được chấp nhận. Khi đại diện viện kiểm sát hỏi lần thứ hai về việc xóa dữ liệu 4 đầu camera trong nhà, Thái thừa nhận muốn xóa những hình ảnh mình và Trang đã đánh Vân An để che giấu hành vi. Dư luận bức xúc với Trang 1 thì bức xúc với hành vi của Thái gấp 10 lần. Theo công tố viên, thống kê có tổng cộng 121 lần bé Vân An bị Trang đánh. Nhiều lúc Thái chỉ ngồi cách đó 1 mét nhưng không ngăn chặn. Âm thanh còn ghi lại tiếng Thái nói, con chó mày cắn nó đi, khi bé An bị nhốt trong chuồng chó. Trả lời luật sư của bị hại về việc vết thương cũ trước khi bé An tử vong, từ ngày 2 đến 25 tháng 10 năm 2021, có hay không thể dẫn đến chết người, đại diện cơ quan giám định cho biết, riêng tổn thương ngày 22 tháng 12 năm 2021 đã đủ khiến nạn nhân tử vong. Còn các vết thương cũ chỉ là yếu tố cộng thêm. Nguyễn Võ Quỳnh Trang lĩnh án tử hình. Chiều 25 tháng 11, phiên xử Võ Quỳnh Trang. Chiều 25 tháng 11, phiên xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang 26 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái 36 tuổi bước vào phần tranh luận. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc trong dư luận. Trang vì động cơ mục đích đê hèn là không được gia đình Thái đồng ý cho kết hôn, không được người tình cho sinh con nên trút sự ghen tức lên đầu bé An, đánh cháu bất kể lúc nào. Đỉnh điểm là ngày 22 tháng 12 năm 2021. Mặc dù trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn, nhưng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội với trẻ em vì động cơ đê hèn, xét thấy bị cáo không có khả năng cải tạo cần phải loại bỏ ra ngoài xã hội. Đại diện viện kiểm sát nhận định, tổng hợp hình phạt dành cho Trang là tử hình. Đối với Thái, lẽ ra phải chăm sóc bảo vệ con mình, đằng này đã không những không bảo vệ con, còn nhiều lần hùa theo Trang đánh con. Lúc biết hành vi phạm tội của Trang, Thái còn xóa tất cả dữ liệu camera để che giấu cho người tình, gây cản trở quá trình điều tra. Tổng hợp hình phạt dành cho Thái là 8 năm tù. Tự bào chữa, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng hành vi của mình đáng phải bị tử hình, nhưng bị cáo cho rằng mình không ghen tuông với mẹ bé An. Trang xin tòa xem xét cho bị cáo con đường quay đầu để có cơ hội về chăm sóc mẹ và em nhỏ. Bào chữa cho Trang, luật sư nói, đã nhận thấy rõ sự ăn năn của bị cáo. Trang ăn chay sám hối suốt thời gian bị tạm giam. Bị cáo không biện minh, không lý giải được nguyên nhân hành hạ cháu Vân An, mà chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo, không lường trước được hậu quả xảy ra. Vì vậy, luật sư cho rằng mức án viện kiểm sát đề nghị đối với Trang là quá nghiêm khắc. Về phần Nguyễn Kim Trung Thái, bị cáo nói sự việc xảy ra là mất mát, bài học rất lớn cho bản thân và gia đình. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho mức án nhẹ hơn để sớm về chăm sóc cho người con còn lại. Trong khi đó, các luật sư của gia đình nạn nhân đề nghị tòa xử lý nghiêm Thái bởi Thái nhiều lần chứng kiến Trang cởi trần bé VA ra đánh, úng tóc, bẻ răng con.
Nhiều lần khác, Thái chỉ ngồi cách con đang bị Trang hành hạ chưa đầy 1 mét nhưng cũng không hề can ngăn, thậm chí còn tham gia đánh con. Căn cứ các tình tiết này và hậu quả của vụ án, luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung, xử lý Thái về tội cố ý gây thương tích hoặc đồng phạm thúc đẩy hành vi giết người của Trang. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng đã hiểu được sai lầm của bản thân, vì nhu nhược nên đã không can ngăn Trang đánh bé Vân An gây ra vụ việc. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét thương tình để bị cáo sớm trở về lo cho con nhỏ, cho cha mẹ. Bị cáo vô cùng hối lỗi, Thái nói. Còn Trang cho biết trong 11 tháng bị tạm giam đã ăn năn hối cải. Xin hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội sống để ăn năn sám hối. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng cáo trạng truy tố hai bị cáo là đúng người đúng tội. Trong hơn 1 giờ đứng nghe tòa tuyên án, Trang và Thái đều tỏ ra bình tĩnh. Ngoài sân tòa, hàng trăm người dân bày tỏ đồng tình với bản án sơ thẩm. Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang lại khóc nức nở tại tòa. Sáng 25 tháng 11, phiên xét xử sơ thẩm, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang 26 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái 36 tuổi được diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về hành vi giết người, hành hạ người khác. Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trước khi đọc cáo trạng thẩm vấn Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng đã xem xét vết thương vùng thái dương và xác định việc này không phải là nguyên nhân dẫn tới việc cháu VA tử vong. Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập giám định viên tham gia phiên tòa nên đề nghị của luật sư về việc này là không có cơ sở. Theo hội đồng xét xử, trước đó vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân TP.HCM cũng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân giữ nguyên quan điểm truy tố hai bị cáo. Hội đồng xét xử các bị cáo theo tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố. Hội đồng xét xử cũng xét thấy vết thương ở vùng thái dương của bé VA được xem xét trong quá trình giám định tử thi của nạn nhân. Vết thương này không gây ra cái chết của nạn nhân. Đề nghị của các luật sư bảo vệ cho nạn nhân là không có cơ sở. Hội đồng xét xử đã triệu tập giám định viên tham gia phiên tòa để làm rõ nên đề nghị của luật sư là không có cơ sở. Bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận dùng roi, cây kim loại đánh bé VA vào đầu, nhốt bé vào chuồng chó cùng các hành vi bạo hành khác. Trang nói không hiểu vì sao mình đã làm vậy, rồi khóc nức nở. Hội đồng xét xử phải nhắc bị cáo bình tĩnh. Xét hỏi sau Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng lại bao biện về hành vi xóa dữ liệu camera an ninh. Khi đó bé A bị ói nhiều nên tôi hoảng loạn, tinh thần không ổn định đã xóa dữ liệu camera. Tại phiên tòa sáng nay, chị Hạnh, mẹ ruột của cháu VA đã vắng mặt vì lý do sức khỏe. Lời khai ban đầu của hai bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết. Phiên xử vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết do Tòa Nhân dân TP.HCM mở đang diễn ra với những lời khai ban đầu của hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Chủ tọa khuyên bị cáo Trang nên thành khẩn và bình tĩnh khai rõ lý do, động cơ. Trang lại khóc và không bình tĩnh. Bị cáo Trang trả lời bản thân bị cáo không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo không có câu trả lời. Trang kết thúc phần trả lời sau khi thừa nhận loạt hành vi tàn nhẫn với bé VA như cáo trạng nêu. Tiếp theo, bị cáo Thái cũng thừa nhận hành vi bị truy tố. Nói về việc đưa con ruột đi cấp cứu, thì Thái nói con nói bị té. Vết thương con do ai gây ra, bị cáo không nhớ rõ. Thái nói khi họp biết Trang đánh con có nói là đừng đánh nữa và tiếp tục công việc tại cơ quan. Về đến nhà, khi Trang gọi, bị cáo thấy VA bị ói. Thái khai khi con mình nguy kịch, bị cáo sợ nên xóa dữ liệu camera. Lúc đó, bị cáo bị bấn loạn. Tuy nhiên, chủ tọa không đồng tình với lý giải bấn loạn mà xóa dữ liệu, không lo cho tính mạng của con mình. Theo tòa, bị cáo nên nghĩ về tình cảm trách nhiệm của người cha với con mình. Nói về tội che giấu tội phạm, bị cáo nói không oan sai. Về tội hành hạ người khác, Trang và Thái thừa nhận có tội. Trả lời Viện Kiểm sát, Thái nhìn nhận bé VA là đứa con ngoan. Thái giao con cho Trang quản lý dạy dỗ vì công việc khi đó quá bận. Cho rằng bị cáo Thái thờ ơ với sức khỏe tính mạng của con mình, Viện Kiểm sát nhấn mạnh dư luận bức xúc với bị cáo Trang 1, bức xúc với thái độ của bị cáo tới 10, vì Thái là cha của bé. Thái giải bày do quá lo cho công việc không có thời gian để ý chăm lo cho con. Hội đồng xét xử hiện đang cho giám định viên trình bày kết luận giám định pháp y của vụ án tại tòa.